Bây giờ anh em sửa đoạn đường nữa lại, giờ xe xuống nhận em các bạn nha. Đây là cảnh suối quê mình các bạn nha, trong veo này, sạch sẽ, mát mẻ. Có một hòn đá này thì bị chặn cái đường xe đi các bạn nha, nên em bỡ đi xe một bên. Hai. Đã xuống nẹn đó các bạn nhé. Anh ấy, lục quân cưng, lục quân. Lục quân. Ôi giời ơi. Kẹp kẹp vai kìa. Ô. Co chân kìa, ghê quá. Ok. Thế đi không? Chín cục đá luôn kìa. Bị dính cục đá phía sau các bạn nha. Gỡ đi. Thời đồ đá. Cút, gỡ đi. Tội nghiệp cho anh em các bạn ơi. Lên luôn đi. Đặt lên luôn đi. Nổ cái lưng luôn nha, cần rớt. Coi chân kìa. Chết. Nguy hiểm cho chủ rừng kìa. Đường khó đi.
Đường khó đi các bạn nha, do mưa thời gian qua là hư hết đường. Đoạn này ôm cua nữa, ôm cua và lên dốc nữa các bạn nha. Đó, lên dốc. Em giải cứu, tiến hành giải cứu xe các bạn nhé. Luôn bánh sao luôn nè. Đây này các bạn, bên kia bị sập mất. Lúc mình bên kia bánh kia. Giờ bọn em phải tới các bạn. Lên đoạn này góc phía dưới dính đất đất gửi các bạn, thì dốc này đứng quá các bạn nha. Bây giờ là xe lên không nổ, gỗ nặng quá, giờ phải sổ một con keo.